tiểu sử Nguyễn Đức Thụy, doanh nhân với những dự án trăm tỷ. Tên đầy đủ: Nguyễn Đức Thụy. Ngày sinh: ngày 11 tháng 9 năm 1976. Nơi sinh: xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Nguyễn Đức Thụy là ai? Nguyễn Đức Thụy nổi tiếng với việc từng là ông bầu của hai đội bóng từng tham gia thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Trong công việc kinh doanh, Nguyễn Đức Thụy được đánh giá liều lĩnh. Ông từng làm khuynh đảo thị trường với hàng loạt dự án đầu tư vào các ngành nghề bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán. Có những dự án, Nguyễn Đức Thụy thắng lớn, nhưng cũng có lúc ông thua lỗ nặng. Trên tất cả, Nguyễn Đức Thụy luôn dám nghĩ và dám làm. Vào năm 2007, Nguyễn Đức Thụy được giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xuân Thành từ ông Nguyễn Xuân Thành. Tập đoàn Xuân Thành được thành lập từ năm 1976 do cha ông gây dựng từ Hợp tác xã Xây dựng Bình Minh. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Đức Thụy, Tập đoàn Xuân Thành đã phát triển và thành công rực rỡ. Đến năm 2015, Tập đoàn Xuân Thành được đổi tên thành Tập đoàn Thái Group với số vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, 14 công ty thành viên. Lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn Thái Group là xi măng thủy điện. Trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thái Group, công ty cổ phần Thai Holdings đặc biệt được dư luận quan tâm. Doanh nghiệp này do Bầu Thụy sáng lập và ông từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong nhiều năm. Tính đến giữa năm 2021, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng 11 lần và góp phần khiến khối tài sản của Nguyễn Đức Thụy gia tăng nhanh chóng. Ngoài ra, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy còn được Hội đồng Quản trị Liên Việt Postbank tin tưởng bầu chọn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty. Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy hiện sở hữu hơn 85 triệu cổ phiếu Thái Holdings, 20 triệu cổ phiếu Liên Việt Postbank. Đến tháng 6 năm 2021, Nguyễn Đức Thụy giữ vị trí thứ 6 về tài sản trên bảng xếp hạng những người giàu nhất Việt Nam. Vào năm 2009, ông được vinh danh doanh nhân trẻ tiêu biểu. Ngoài đam mê bóng đá, Bầu Thụy còn nổi tiếng với thú chơi siêu xe. Những chiếc siêu xe do ông sở hữu bao gồm Rolls-Royce Ghost, Phantom Years of Radiant, Maybach 62S, Lexus, Lexus LS600HL. Gia đình và tuổi thơ. Nguyễn Đức Thụy là con trai thứ hai của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành. Doanh nhân Nguyễn Xuân Thành là người đã có công sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành. Ông Nguyễn Xuân Thành hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Thành. Hiện đã được đổi tên thành Thái Group. Thuở nhỏ, Nguyễn Đức Thụy và các anh em trai đều được học hành tử tế. Sau khi trưởng thành, các anh em của Nguyễn Đức Thụy đều theo nghiệp kinh doanh của gia đình và giữ những chức vụ quan trọng trong Tập đoàn Xuân Thành. Ông Nguyễn Văn Thiện là anh trai của Nguyễn Đức Thụy, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện. Đây là doanh nghiệp lớn nằm trong Tập đoàn Thái Group với các mảng kinh doanh chính bao gồm thủy điện, xi măng, kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện từng gây được tiếng vang lớn khi lần đầu tiên đầu tư dự án thủy điện ở Cameroon. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Thụy còn có hai người em trai nổi tiếng là Nguyễn Xuân Thủy và Nguyễn Văn Thuyết. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Thủy đã thay thế Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch đội bóng đá xi măng Xuân Thành. Doanh nhân Nguyễn Xuân Thủy tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành. Người em trai thứ hai của Bầu Thụy là ông Nguyễn Văn Thuyết. Tháng 4 năm 2021, ông Nguyễn Văn Thuyết được vinh dự đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thái Holdings. Trước đó, doanh nhân Nguyễn Văn Thuyết từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao như Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thành Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuân Thuyết, v.v. Ông Nguyễn Đức Thụy kết hôn cùng với bà Nguyễn Thị Mừng. Vợ ông Nguyễn Đức Thụy hiện đang công tác tại đài truyền hình tỉnh Ninh Bình. Vợ của ông Nguyễn Đức Thụy rất ít khi xuất hiện trên kênh báo chí và thông tin về bà được giữ bí mật. Nguyễn Đức Thụy và vợ có một cô con gái tên là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh. Sự nghiệp, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy được xem như người thừa kế của Tập đoàn Xuân Thành. Vào năm 2007, Nguyễn Đức Thụy nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xuân Thành. Đến năm 2015, Tập đoàn Xuân Thành được chính thức đổi tên thành Thái Group. Không dừng lại ở đó, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy còn mạnh dạn đầu tư sang lĩnh vực bất động sản. Vào năm 2011, Nguyễn Đức Thụy thành lập công ty Thái Holdings và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, công ty Thái Holdings được chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu Thái Holdings liên tục tăng trưởng chóng mặt từ mức giá 15.000 đồng một cổ phiếu
đến hơn 190.000 đồng một cổ phiếu. Hiện nay, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Thái Holdings, nhưng ông vẫn còn sở hữu hơn 20% cổ phần của công ty này. Đến năm 2012, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy tiếp tục đầu tư mua lại 81,5% cổ phần của công ty chứng khoán VIX. Sau đó, ông đổi tên công ty chứng khoán VIX thành công ty chứng khoán Xuân Thành. Ở thời điểm này, thị trường chứng khoán bất ổn và Nguyễn Đức Thụy quyết định rút lui khỏi mảng kinh doanh này. Nguyễn Đức Thụy gây sự chú ý của dư luận khi quyết định đầu tư vào dự án khách sạn Kim Liên thông qua công ty Thái Holdings. Vào năm 2015, ông đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, sở hữu 52,43% cổ phần khách sạn Kim Liên. Được biết, khách sạn Kim Liên tọa lạc tại vị trí vàng trên con đường Đào Duy Anh, tổng diện tích 3,5 hectare. Trước khi Bầu Thụy mua lại cổ phần, khách sạn Kim Liên có nhiều năm kinh doanh thành công. Vào năm 2015, khách sạn Kim Liên lại thua lỗ 25,6 tỷ đồng. Tháng 1 năm 2021, công ty cổ phần Thái Holdings chính thức xác nhận ký kết hợp đồng dịch vụ kỹ thuật với công ty The Silla thuộc tập đoàn Samsung. Theo đó, cả hai công ty sẽ hợp tác phát triển xây dựng trung tâm thương mại và shophouse trên mảnh đất khách sạn Kim Liên. Với tầm nhìn xa của Nguyễn Đức Thụy, khu đất khách sạn Kim Liên hứa hẹn sẽ chuyển mình thành mảnh đất kinh doanh màu mỡ và thoát khỏi cảnh thua lỗ. Vào năm 2011, Nguyễn Đức Thụy đã mua lại suất hạng nhất từ VNV Hòa Phát cho đội bóng Xuân Thành Hà Tĩnh. Sau đó, ông bầu mạnh tay chi hàng trăm tỷ đồng để sở hữu hàng loạt các ngôi sao bóng đá nổi tiếng. Tuy nhiên, đội bóng Xuân Thành Hà Tĩnh đã không thi đấu thành công và chính thức giải tán vào năm 2013. Ngoài ra, Nguyễn Đức Thụy còn sở hữu đội bóng bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam.